Một vụ tin và sống xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Thiên thần bật khóc. Có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ có một thiên sứ đến nhà của một đôi vợ chồng ở một nông trang. Thiên sứ nói với họ rằng, do các con sống hiền lành lương thiện, ta quyết định cho các con 3 điều ước. Nhưng có một điều kiện là, cho dù các con có ước điều gì đi chăng nữa, thì hàng xóm của các con cũng sẽ nhận được gấp đôi. Người vợ nghe thấy thế vui quá bèn nói, hãy cho con một núi thóc, để năm nay chúng con sẽ không phải làm ruộng nữa. Sáng ngày hôm sau, quả nhiên, trước nhà xuất hiện một ngọn núi bằng thóc. Người chồng rất vui mừng, nhưng nghĩ một lát thấy kho thóc nhà mình sẽ không đủ để cất giữ, liền chuẩn bị vào thị trấn mua gỗ về dựng kho thóc lớn hơn. Người chồng vừa đi đến nửa đường thì gặp người hàng xóm. Hỏi ra thì biết rằng người hàng xóm cũng đi mua gỗ về để dựng kho chứa thóc. Người hàng xóm phấn khích nói, hôm nay trước cửa nhà tôi đột nhiên xuất hiện 2 ngọn núi bằng thóc. Năm nay và cả năm sau, tôi sẽ không phải làm ruộng nữa. Ông chồng nghe xong lập tức ghen tị, liền nổi lên. Chỉ mong sao người hàng xóm biến đi cho khuất mắt. Một tuần sau, thiên sứ lại đến. Hai vợ chồng lại ước điều ước thứ 2. Họ nói với thiên sứ rằng, chúng con không có con, chỉ ước ao có một đứa con xinh xắn đáng yêu. 10 tháng sau, hai vợ chồng quả nhiên sinh hạ một em bé. Đang chuẩn bị đi thông báo cho người thân và bạn bè tin tốt lành này, ai ngờ vẫn chưa kịp bước ra khỏi cửa, người hàng xóm đã mang trứng gà đỏ vào nhà, rất phấn khích nói, vợ tôi sinh rồi, quả thật không ngờ được vợ chồng tôi vẫn có thể có con, thậm chí còn sinh đôi nữa. Hai vợ chồng nghe thấy thế không vui cho lắm, nhìn trứng gà đỏ hàng xóm mang đến mà nuốt không trôi. Tối hôm đó, thiên sứ lại đến và bảo họ hãy ước điều ước thứ 3. Ông chồng phẫn nộ nói, tôi yêu cầu chặt đi một cánh tay của tôi. Thiên sứ nghe thấy thế rất kinh ngạc. Ông chồng lại nói, tôi muốn để cho tên hàng xóm dương dương tự đắc kia mất hết cả 2 tay, cả đời sẽ không làm gì được nữa. Người chồng quỳ xuống đất, đợi cho cánh tay của mình rơi xuống, nhưng mãi không thấy phản ứng gì, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiên sứ nước mắt chảy dài, rồi nói, yêu cầu của ngươi ta không thể thực hiện nổi, tại vì ta yêu tất cả mọi người trên thế gian này. Ngươi thật là ngốc nghếch, sao ngươi lại muốn hại người khác, và khiến cho bản thân cũng bị đau khổ, đồng thời cũng khiến thần cảm thấy thương tâm. Những người bạn yêu quý, trong hoàn cảnh công tác hay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có phải chúng ta cũng thường vô ý mà đố kỵ những người hàng xóm may mắn hơn chúng ta không? Đố kỵ cũng như một con dao. Bạn tưởng rằng bạn đã đâm nó lên thân thể của kẻ khác, kỳ thực bạn đã đâm nó vào chính trái tim mình. Thánh Kinh suy gẫm, anh chị em có biết những hụt hặc và cãi vã giữa anh chị em đến từ đâu không? Chúng đến từ lòng ham muốn ích kỷ đang tranh chiến bên trong con người anh chị em. Anh chị em thèm muốn nhiều thứ mà không được. Thành thử anh chị em sẵn sàng giết chóc và ganh tị với người khác, nhưng vẫn không nhận được điều mình ham muốn, rồi đâm ra cãi vã, giành giật. Anh chị em không được điều mình muốn là vì không xin Thượng Đế, hoặc xin mà vẫn không nhận được vì động lực cầu xin của anh chị em sai lầm, cốt để thỏa mãn tư dục mình. Gia Cơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3. Chúa yêu thương bạn. Amen.